Giới thiệu với anh chị em một cây trang trắng giáp với cây vàng hường rồi nha. Đây vàng hường độ xanh bông đậm nha. Cái này giáp như vàng hường độ xanh bông đậm. Đây là cái lá mình giáp đây. Tại là giáp độ năm bo rồi nha. Quả này nó đang bung luôn nè. Một bo, hai bo, ba bo, bốn bo. Chứ cái bo đây đóng vô nhánh luôn nha, năm bo. Đây đang chờ lớn là đã giáp vô. Đây là lá rinh của nó nè. Cũ rất là quá nha mấy anh em. Hoành đây là 40 nha, hoành 40. Hoành cái eo là 40 nè, rỡ của nó đây nè. Đây này cái mầm nó cứng hết rồi nha mấy anh em. Này thì bữa giờ đỡ mát. Cái nắng thì nó sẽ bông hơn. Còn là xanh. Mình sẽ từ trên xuống nha. Cây quái nha mấy anh em. Cá lùa.